Kia Seltis Facelift 2023 mới đã chỉnh làng lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2022, với những thay đổi nhỏ và nâng cấp tính năng để tăng sức cạnh tranh với Hyundai Creta. Giá bán dao động từ khoảng 310 triệu đến 520 triệu tùy phiên bản. Trong khi hãng xe Hàn Quốc vẫn chưa tiết lộ kế hoạch ra mắt Seltis mới tại Ấn Độ, thì một nguyên mẫu thử nghiệm của mẫu SUV này gần đây đã được camera ghi lại ở Hyderabad. Mẫu xe được phát hiện sử dụng lớp ngụy trang, nhưng vẫn để lộ ra đèn hậu sửa đổi được kết nối thông qua dải đèn LED và cản sau rõ rệt. Những thay đổi về thiết kế của Kia Seltis mới dường như được lấy cảm hứng từ những chiếc SUV Sorter và Telier i mới đang được bán trên thị trường toàn cầu. Ở phía trước, phiên bản nâng cấp Kia Seltis 2023 có lưới tản nhiệt và đèn pha mới với các đường nét góc cạnh đèn chạy ban ngày lét mở rộng vào lưới tản nhiệt, một hốc gió nổi bật được bao quanh bởi tấm trượt giả nhôm và đèn sương mù khối băng. Mặt bên của Kia Celtis 2023 đã được sửa đổi với một bộ bánh xe hợp kim mới. Đại kình địch của Hyundai Creta cũng có cửa sổ trời toàn cảnh. Khách hàng sẽ có 3 tùy chọn màu ngoại thất mới là xanh lá cây Verlice Green, xanh Pluton Blue và đen Fusion Black. Về tính năng, nâng cấp chính trên Kia Celtis 2023 là Gói AIDES hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến cung cấp các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm điểm mù, cảnh báo trạch làn đường và hỗ trợ đánh lái, cảnh báo và hỗ trợ giới hạn tốc độ. Mặc dù thiết kế bảng điều khiển của Kia Celtis 2023 trông tương tự như phiên bản hiện hành, nhưng mẫu xe đối thủ của Hyundai Creta giờ đây có màn hình cong mới. Kia Celtis Facelift 2023 mới cũng đi kèm với camera 360 độ chỉ dành cho các phiên bản cao cấp và các công tắc mới cho hệ thống điều khiển HVAC hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí. Về hệ truyền động, Kia Seltis cập nhật 2023 sẽ có động cơ xăng tăng áp 1.5 lít, 4 xi lanh mới, tạo ra công suất tối đa 158 mã lực và mô men xoắn cực đại 260 Nm. Động cơ xăng mới sẽ thay thế cho động cơ xăng tăng áp 1.4 hiện có. Kỳ phùng địch thủ của Hyundai Creta cũng sẽ có các tùy chọn động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5 và động cơ diesel 1.5. Các tùy chọn hộp số được cung cấp sẽ bao gồm hộp số sàn 6 cấp, hộp số tự động chuyển đổi mô men xoắn 6 cấp và hộp số tự động DCT 7 cấp.